Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Ngôi nhà ba gian là bằng ngũ sơ đỏ của ông Khổng Trọng Bình, 62 tuổi, trú tại đường Nguyễn Văn Cử, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, gây chấn động cả nước cách đây gần 10 năm. Cho đến tận bây giờ, nhắc đến ngôi nhà đó, nhiều người vẫn không khỏi choáng ngợp về giá trị của ngôi nhà. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Gặp ông Bình, ông vẫn bình thản nói, tôi có căn nhà gỗ ba Giang để làm nhà thờ chứ có thao tác gì đâu. Nhiều người định giá nó lên tới vài tỷ đồng, còn tôi coi đó như là một căn nhà bình thường để thờ tổ tiên. Có khách biết tin về đây trả giá, nhưng biết tôi làm nhà thờ nên họ không đến nữa. Nhà ông Bình có ba ngôi nhà mặt tiền sát nhau ở thành phố Bắc Giang, kinh doanh cũ phải, còn ngôi nhà thờ bằng củ sư đỏ nằm trong ngõ ngách mà cách ông Bình ở khoảng gần 200 mét. Ngôi nhà bằng gỗ nằm khuất trong những nhà cao tầng, nhưng khi bước tới gần đã thấy một mùi hương tự nhiên. Theo quan sát, ngôi nhà ba gian không lớn, chỉ rộng tầm 50 mét vuông, nhưng được thiết kế theo phong cách hoài cổ với những hòa văn tinh tế. 24 cây cột trong nhà đều giữ được vẻ bóng đẹp với những đường vân mềm mại. trăm phu ẩn hiện, dấu tích thời gian, các cột đều thẳng tắp. Các keo và xa, của ngôi nhà thể hiện sự công phu của nghệ nhân xưa qua những họa tiết hoa văn độc đáo được trạm trổ tinh xảo khiến ai tưởng lãm cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ kể về quá trình sở hữu được ngôi nhà ông bình cho hay ông đã đi nhiều nơi nhưng chưa tìm được một căn nhà gỗ nào ưng ý tình cờ năm 2001, một kỳ bạn của ông tâm sự có một căn nhà gỗ mua hà tĩnh với giá 350 triệu đồng đang muốn bán vì khi dựng ngôi nhà lên nó quá nhỏ so với mảnh đất nên dở ra để đó Ông Bình nói: "Xem ảnh chụp ngôi nhà lúc dựng của người bạn tôi lúc chưa tháo dỡ, tôi mê quá nên đồng ý ngay và trả 350 triệu đồng. Bởi với chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm làm nghề cũ, tôi thấy ngôi nhà đẹp như vậy không thể làm bằng cũ thường được." Ông cho biết chủ nhân của ngôi nhà là một cụ bà 90 tuổi quê ở Hà Tĩnh. Khi bà cụ về làm dâu thì đã thấy ngôi nhà được dựng lên rồi. Vì tuổi cao nên bà quyết định bán ngôi nhà lấy ít tiền để chi cho con dấu làm của hồi môn. Người bạn của ông Bình đã mua lại ngôi nhà rồi sau đó dựng lên thấy không hợp với diện tích đất nên bán cho ông. Ông chia sẻ tháng 3 năm 2011, tôi mới chở cụ về và cho người vệ sinh sạch sẽ trước khi dựng. Điều ngạc nhiên là sau khi cho người cào rửa để chuẩn bị dựng, thì gỗ chuyển từ màu đen sang màu đen hồng và tỏa ra mùi thơm thất thời cho rằng đây không phải là cổ liêm mà là cổ sư đỏ quý hiếm. Từ đó ngôi nhà bằng gỗ xưa của ông Bình nhanh chóng được lan truyền, hàng ngày có nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem. Ông Bình cho hay, có một vị khách từ xưng là thợ gỗ ở Đồng Kỵ Bắc Ninh đến ngắm nghía kỹ càng, tỉ mỹ từng chi tiết sau đó quyết định trả giá 50 tỷ nhưng tôi không bán. Có một bà giám đốc đến xem xong đã đưa ra mức giá trên 100 tỷ đồng để mua lại ngôi nhà nhưng thôi vẫn không bán. Biết tôi làm nhà thờ nên nhiều khách đến chỉ xem và không trả giá nữa. Gia chủ chia sẻ, ngôi nhà mua mấy trăm triệu bổng dương có người trả giá trăm tỷ khiến tôi cũng choáng ngợp, nhưng không ai mua về làm nhà thờ mà lại đem đi bán để lấy tiền tiêu cả. Chính ông Bình cũng ngạc nhiên về giá trị thực của ngôi nhà. Ông kể lại, ban đầu khi mới mua về, tôi cứ nghĩ là cũ liêm chứ không biết gì cả. Đến khi, cho thợ rửa sạch sẽ để chuẩn bị dựng thì mới phát hiện, và tôi rất bất ngờ với giá trị ngôi nhà. Theo ông Bình, toàn bộ ngôi nhà được làm bằng gỗ xưa, từ chiếc đũa nhỏ được trang trí trên cửa cho đến những cây cột lớn trong nhà. Chữ khung các cửa chính bị hỏng mới phải thay bằng gỗ khác. Ngoài những hoa văn tinh xảo, trên khung còn được khắc hai dòng chữ hán nôm. Ở giữa hai dòng chữ là một hình tròn được vẽ theo thuộc phong thủy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.